Một món ăn rất là dễ ăn, nhìn tưởng đâu là cầu kỳ, nhưng mà thiệt ra cũng dễ nấu lắm. Bữa nay cùng Trang vào bếp nấu súp cua nha mọi người. Đầu tiên thì phải có một con cua biển ha, một cái trứng gà hoặc là trứng vịt đều được, 10 cái trứng cút, nấm bào ngư hoặc là nấm bạch tuyết nha, tại do bữa nay Trang không có mua được nấm bào ngư, thì mình thay thế bằng loại nấm nào cũng được, mình thích là được. Thêm nấm đông cô, ức gà, bắp mỹ với lại 2 muỗng bột năng. Mọi người không có bột năng có thể thay thế bằng bột bắp. Một nguyên liệu nhỏ bé nhưng mà lại tạo nên cái hương vị đặc trưng cho món súp cua này chính là dầu mè. Mình nhớ chuẩn bị dầu mè nha mọi người. Nếu có nấm đông cô tươi thì càng ngon, còn không có thì mình sử dụng nấm đông cô khô cũng ok. Chị sẽ đi ngâm nước cho cái nấm nó nở ra. Trong thời gian đó thì chị sẽ đi luộc ức gà. Ức gà sau khi luộc chín thì mình sẽ vớt ra cái nước dùng thì để luôn, chút nữa mình nấu súp cho nó ngọt. Trứng cút thì mình đi luộc ha, hồi nãy nó có 10 trứng mà giờ tôi đếm sơ sơ là thấy 15 trứng đó. Lúc luộc trứng cút thì bỏ xíu muối vô để chút nữa dễ lột vỏ. Con cua sau khi luộc chín tôi gỡ được nhiêu thịt đây nè. Con cua này là Trang luộc từ ngày hôm qua, cái bỏ tủ lạnh sáng nay mới lấy ra làm cho nên nó là nó hơi bị khô queo á. Mà nó khô là chuyện của nó, còn làm biếng là chuyện của tôi. Chứ thôi mình đi luộc hoặc mình hấp lại thì thịt của nó sẽ mềm, mình dễ lột hơn. Ức gà sau khi luộc chín mình để nguội rồi xé nhỏ ra, tùy cái kích thước mà mình mong muốn. Xé càng nhỏ thì tôi thấy là ăn nó càng... Cái này muốn cho dễ xé hơn thì mình có thể lấy chài mình giã, xong rồi mình mới xé giống như là chà bông vậy đó. Nhưng mà bữa nay tôi có ít hà, cho nên thôi mình xé tay khỏi cần giã luôn ha. Nấu món này thì không có khó, nhưng mà cái khâu chuẩn bị nguyên liệu của mình tương đối lâu, do cái thành phần của mình nó cũng nhiều ha. Nhưng mà không sao đâu, mình làm từ từ rồi nó cũng xong thôi hà. Coi vậy chứ xé xé nhanh lắm mọi người. Trứng cút luộc nhanh lắm nha, tôi tắt bếp từ hồi nãy giờ luôn rồi đó. Mà còn chưa xé gà xong nữa nè. Gà xé xong rồi thì bây giờ trứng cút nó cũng vừa nguội, tôi đi lột trứng cút luôn nha. Lột trứng cút là mình phải niệm thần chú. Trứng nào nguyên thì bỏ vô chén, còn trứng nào mà hơi móp móp xấu xấu là bỏ vô miệng nha. Có vụ này nữa tôi nghe chắc lột hồi toàn là trứng xấu không quá. Ngồi lột trứng cút về nhớ thời đi học ghê luôn á mọi người. Đi học á, nhớ thầy cô, nhớ sách vở thì ít. Nguyên cả tấm lòng để dành trọn cho cô bán bánh tráng trước cổng trường. Ăn riết là bị ghiền luôn á. Ngày nào cũng ra bua đen, bua đỏ dây quanh cổ còn hơn là idol nữa. Mà cổ thì có hai tay hai chân à, làm đâu có kịp với tụi tôi đâu. Cái là mỗi đứa phụng tay luôn, đứa thì bào xoài, đứa thì lột trứng cút. Tôi là hay được giao nhiệm vụ lột trứng cút lắm nha. Mà mấy bạn biết rồi đó, một cái bịch bánh tráng trộn á thường là có 2-3 cái trứng cút mà đâu có nhiều đâu. Cho nên nó ngạn ngữ có câu, đứa nào mà nhường cái trứng cút trong bánh tráng trộn cho bạn là đứa đó mới thương bạn nhiều nhất á. Mà thiệt luôn, mắc cái mớ gì cái trứng cút trong bánh tráng trộn với trong súp cua là nó ngon nhất. Chứ bình thường chạy phăng phăng ra mua mấy chục trứng cút về rồi lột lên yên vậy ăn mà thấy đâu có ngon bằng đâu à. Bà Lạc đề cũng không có xa lắm ha. Đang nấu súp cua mà hồi lạc qua tới bánh tráng trộn, tôi tưởng đâu bữa nay nó không bánh tráng trộn. Thôi dẹp vụ bánh tráng trộn qua bên đi, bây giờ tập trung nấu cho nhanh nhanh cái nồi súp nè. Trứng cút lột xong rồi để qua bên đi, bây giờ tôi đi rửa nấm nè. Cái nấm đông cô này mình rửa cũng kỹ kỹ ha. Rửa sạch xong rồi thì bây giờ tôi sẽ đi cắt nhỏ ra. Xong nấm đông cô rồi thì mình cắt luôn cái nấm bạch tuyết nha. Một cái cọng nấm nó dài dài vậy nè, mình cắt khoảng ra làm 3 là vừa rồi đó.
bà nào mà không thích cắt á, thì để nguyên cũng được luôn, mà chút nữa ăn không vừa miệng, ráng chịu à. Cắt xong rồi cho cái nấm bạch tuyết chung vô cái dĩa của nấm đông cơ luôn đi, tại vì hai đứa này chút nữa mình bỏ vô một lượt á. Cô ơi thương lấy tuyết giùm, tuy rằng khác nấm nhưng chung một nồi. Chung nồi rồi chút nữa chung bụng luôn. Rau để nêm vô súp á, thì mình có thể sử dụng ngò rí hoặc là hành lá. Bữa nay tôi không mua được ngò rí cho nên là thôi sử dụng hành lá không nha. Cắt thiệt là nhuyễn ra xong rồi để lên đi. Cái bắp Mỹ á, thì mình có thể luộc trước hoặc là không luộc cũng được. Quan trọng là phải tách hộp ra chứ không có để nguyên trái nấu được đâu nha mấy bà. Bữa khúc như nấu canh nấu lẩu là chết luôn á. Hồi vừa ăn súp cua mà vừa cầm bắp cạp cạp. Cái nồi nước mà mình luộc ức gà hồi nãy á, bây giờ tôi sẽ đổ thêm nước vô cho nó lên khoảng tầm 600ml. Mở lửa lớn cho nước sôi á, thì tôi đổ hết cái mớ nấm với lại bắp mình vừa tách hộp ra vô nha. Đợi cho nước sôi trở lại một lần nữa, có bọt thì mình sẽ vớt bọt bỏ. Mình nấu súp mà nguyên liệu của mình nhiều vậy nè là nước của mình nó ngọt lắm, không có cần nêm đường nha mọi người. À dĩ nhiên là tùy khẩu vị của mọi người thấy là nêm đường á, nó hợp với khẩu vị của mình hơn thì mình có thể nêm đường vô. Còn bây giờ để phù hợp với khẩu vị của tôi thì tôi sẽ nêm vô đây là nửa muỗng hạt nêm, 1/5 muỗng muối với lại 1/4 muỗng tiêu xay. Tiêu này thì mình muốn ăn nhiều mình có thể nêm thêm, nhưng mà do một chút nữa lúc mình múc ra chén á, mình cũng sẽ rắc thêm tiêu trên bề mặt cho nên tôi nêm ít thôi à. Hồi nãy lúc liệt kê phần nguyên liệu á, chị có nói là sử dụng một cái trứng gà hoặc là trứng vịt. Thì đây lúc này là đang cần tới ẻm đây, trứng gà mình sẽ đánh trước ở ngoài cho lòng trắng với lòng đỏ nó trộn đều với nhau. Xong sau đó mình sẽ đổ từ từ vô cái nồi súp, vừa đổ vô thì mình vừa lấy đũa mình khuấy cho cái trứng á, nó có sợi vậy nha. Trong nấu ăn hoặc là làm các loại bánh á, thì mình nên sử dụng trứng gà. Tại vì cái trứng gà, cái độ tanh, cái mùi tanh của nó sẽ ít hơn trứng vịt. Nhưng mà bữa nay nhà hết trứng gà rồi cho nên chiên tạm thay bằng trứng vịt nha. Cũng được chứ không có ảnh hưởng quá nhiều đối với cái món ăn nóng này đâu. Sau khi mà đổ trứng vô đánh tan xong rồi á, thì mình sẽ đổ cái phần gà xé vô, rồi cái phần thịt cua vô luôn nha. Hai cái món này thì chín hết rồi, bây giờ mình chủ yếu mình nấu cho nóng lại thôi. Nước sôi một lần nữa là được rồi ha. Lúc này mình sẽ cho cái bột năng vô. Khi sử dụng bột năng để tạo cái độ sệt cho các món súp, món canh thì mình phải pha bột năng với nước lạnh trước. Xong rồi mình rưới từ từ vô, vừa rưới vừa khuấy gì nha mọi người, cho đến khi đạt cái độ đặc mà mình mong muốn thì mình dừng lại. Chứ mình không có được đổ trực tiếp cái bột vô luôn nha. Đổ cái bột vô mà khi chưa pha nước lạnh ngoài là nó vón cục cục luôn á. Món súp này á, thì chị thấy có nhiều bạn thích ăn đặc nhưng cũng có nhiều bạn thích kiểu ăn lỏng hơn chút. Cho nên là tùy cái độ của mình mà mình rưới bột năng, chừng nào vừa ý mình á, thì mình dừng lại. Chị này không có thích ăn đặc quá nha. Vậy là chị thấy được rồi cho nên á, là sẽ đổ trứng cút vô nè. Cho vô đây nửa muỗng nước tương với lại nửa muỗng dầu mè. Bạn nào thích cái mùi dầu mè nhiều thì có thể bỏ một muỗng, hoặc là muỗng rưỡi, hai muỗng gì đó tùy thích mình nha. Đừng đổ cả chai là được rồi. Xong rồi mình sẽ cho hành lá cắt nhuyễn vô luôn nha. Hoàn thành rồi đó mọi người, móc ra chén và bắt đầu thưởng thức thôi. Cái thịt cua, gạch cua cũng tương đối là nhiều á, nhưng mà cái này quay xa quá nhìn không có kỹ, chứ mình nhìn kỹ là sẽ thấy được cái miếng thịt cua sớ sớ luôn á. Sắp xếp đội hình nhìn cho ngon mắt một chút. Xong rồi rắc lên xíu hành lá, xíu tiêu cho thơm. Cái món này vừa ăn là vừa toát mồ hôi luôn nè. Phải thổi kỹ nha mọi người, nóng lắm luôn. Mời mọi người nha. Súp cua nhà làm ngon như nhà làm luôn ha. Thì mình tự nấu mình tự khen luôn. Với lại có một cái ưu điểm là do mình tự nấu thì mình sẽ nêm nếm phù hợp với cái khẩu vị của mình nè. Cho nên món nào bình dị dân dã thì mình ăn mình cũng sẽ thấy nó vừa miệng, nó vừa ngon với mình á. Bữa nay là ăn trứng cút đã luôn nha, hơn chục cái lận. Súp cua của mình vị ngọt rất là thanh luôn. Ngọt từ cua, từ thịt gà nè, rồi từ các loại nấm, từ bắp nữa nè. Không có cần nêm quá nhiều gia vị nhưng mà cái độ ngọt vẫn đảm bảo nha. Nấm đông cơ thì thơm,
cái bắp Mỹ ăn vô sực sực mà lại rất là ngọt. Thêm mùi của hành lá, mùi của tiêu xay, rồi mùi của cua, rồi mùi của gà. Lại có dầu mè nữa chứ, quá là thơm luôn á. Món này bạn nào thích ăn cay thì có thể bỏ thêm ớt xay hoặc là sa tế nha. Hồi đó mỗi lần đi mua súp là tôi đều xin cái cô đó nửa muỗng ớt xay, trộn đều lên nguyên cái tô súp đỏ ngầu luôn. Ăn cay cay vậy á, tê tê lưỡi luôn. Sáng sáng mà trời se se lạnh của cái dịp gần Tết á, hấp vô miếng súp thơm thơm, cay cay của ớt nữa, ấm tới tim gan phèo phổi luôn á. Món này bữa nay lại một lần nữa Chen đánh giá là Chen đã nấu thành công, rất là ngon. Hơn nữa nấu cũng đơn giản, cho nên là bữa nào mọi người có dịp thì có thể nấu ăn thử nha. Chào mọi người, tôi là Chen nè. Cảm ơn các bạn đã xem video của tôi. Nhưng mà nhớ nhấn đăng ký để ủng hộ cũng như là theo dõi những video tiếp theo của tôi nha. Ngồi ăn vậy á, chứ áp lực lắm mọi người. Con gấu nó đang nằm kế bên thèm thuồng. Nhưng mà thử mà cho món này đi là bà không có ăn. Gặp ai ăn món gì á, cũng ngồi dòm vậy đó rồi âm thầm chảy nước miếng. Nhưng mà có nhiều món á, cho là không ăn luôn nhưng mà vẫn thích ngồi dòm miệng người ta vậy đó. Không hề nói quan cho bản chút nào đâu, bằng chứng tôi để cuối clip á nha. Than nóng nóng phỏng phỏng vậy đó, chứ chớp mắt một cái là thấy hết một chén luôn rồi nè. Giết láng sạch luôn. Ngon quá là ngon, không biết món này ăn có mập không ta. Sợ quá luôn, thôi để ăn thêm 2 chén nữa cho đỡ sợ nha. Đây nè mọi người, chảy nước miếng, chảy nước miếng. Hư quá gấu ơi.